Rồi, mã này trong Sài Gòn giờ chắc còn có một mình em có à. Không, cái này em phải em khoe nha. 14 Pro Max á, mà new 100% chưa kích hoạt á. Em nói rồi, Apple đã ngừng thanh lý ra rồi. Khi mà anh em sản xuất cái lượng hàng tồn kho lớn á, anh em bán bớt ra đúng không? Anh em bán bớt ra mà anh em bảo hành 5101 á, thì bị cái yếu điểm là anh em phải trữ một cái lượng linh kiện tồn để thay thế những cái máy này. Thì thôi, em kinh doanh mà, tao tập trung nguồn lực cho 15 Pro Max, 15 series cho nó sướng. Những cái mã này thanh lý, bán xong đứt đuôi, hư, lỗi, tự chịu. Thì khi Apple thanh lý mà cancel bảo hành khỏi hệ thống á, thì sẽ báo có những hiện giờ có 3 năm thường thấy. Thứ nhất là 1978, là năm thành lập của Apple. Thứ hai là 1985, em cũng không rõ năm gì. Thứ ba là 2007, là iPhone đầu tiên xuất hiện. Thì khi Apple thanh lý thì sẽ đưa những cái máy này về ba cái năm đó nha. Em có lên clip em nói rồi, 15 Pro Max 1985, 2007 em đã lên clip em nói rồi. Bây giờ 15 Pro Max new siêu vẫn có hãng Apple thanh lý nha, bán cắt bảo hành á. Thì những cái máy new trần này nó không khác gì một cái máy new siêu trong hộp hết, nhưng mà nó rẻ hơn rất nhiều. Cái mã này em tìm á, hồi trước thì nó cũng không có nổi là đắt, nhưng mà gần đây á thì nó chắc nó em thấy tăng giá chắc tầm khoảng 700 hay là tới 1 triệu gì đó đó, nên tìm hàng không có. Mà thôi, em cứ có hàng thì em tranh thủ nhập về em bán cho anh em. Đây nè, em nhìn cái chân sạc nè, đó, ốc nè. Ốc thì Apple vặn, có cây toẹt có cây không nha, chứ đừng có nói Apple vặn là tuyệt đối không toẹt ốc nha. Nè, mắc công nói em điêu nha. Đó, máy mới 100%. Đây nè, chưa kích hoạt. Đó. Ok, em lột cái siêu em cho anh em coi. Đây. Để em coi cái mày nè, đó cho anh em check. Rồi anh em check thoải mái nha. 4528591 vậy nè đó. Email của nó nè, rồi anh em nhập anh em check đi. Máy new 100% chưa kích hoạt. Thì những cái máy này nè, em sẽ bảo hành cho anh em 1 năm 1.1 tất cả lỗ phần cứng, em không sửa chữa thay thế như hãng. Cái lỗi 1.1 này nè, khi anh em lỗi em sẽ đổi cho anh em một cái máy mới theo tình trạng cái máy đó. Ví dụ anh em trong vòng 15 ngày máy bị lỗi, em sẽ đổi anh em một cái máy new trước ti luôn. Còn trong 1 năm khi anh em lỗi á, ví dụ cái máy mà nó còn pin là khoảng 95-98 nữa, em sẽ đổi cho anh em một cái máy tình trạng gần như tương đương cái máy lúc bị lỗi nha. Cái thứ hai nữa là anh em sẽ được theo một cái chính sách là lên đời thu bằng 100% giá bán lẻ duy nhất Việt Nam mình đang làm nha. Có nghĩa là sao, anh em đổi từ cái màu trắng này sang cái màu đen, anh em chỉ bù giúp em 500.000 thôi, anh em sẽ được đổi mới và bảo hành lại trên 1 năm. Em nên nhớ nha, không phải bên những bên chỗ khác nha, anh em đổi ngang từ cái màu trắng cái màu đen, anh em bù một đống tiền mà anh em không được bao test bảo hành gì hết, anh em phải mua thêm gói bảo hành. Anh em đổi cây màu trắng này cái màu đen này trong 1 năm, anh em sẽ được bảo hành lại tiếp 1 năm bảo hành tất cả lỗi màn hình, loa, nút, chân sạc, lidar, men mũng. 1 năm mỗi 1 500.000 thôi. Và chính sách em đang lỗ rất là nặng, em vẫn hỗ trợ anh em tiếp vì làm đúng cái cam kết ngay từ ban đầu. Em làm chính sách đó 7-8 năm nay rồi nha. Máy ngoài thu 90%, ví dụ em đang bán 10 triệu thì em thu 9 triệu, và em cam kết luôn cái giá em đang thu là cao nhất Việt Nam. Anh em mình nhớ nha, em thu 90% trên cái giá bán lẻ có hậu mãi bảo hành, chứ không phải em thu 90% trên cái giá nhập. Ví dụ có chỗ bán 10 triệu, bà bán 10 triệu thì họ thu 9 triệu, nhưng mà 10 triệu họ không có bảo hành. Em bán 11 triệu, em thu 10 triệu là cái giá tính trong bảo hành chứ. Anh em hình dung không? Rồi ok, đó là hai chính sách. Còn nếu anh em lỡ làm rơi vỡ vào nước cấn móp, thì em sẽ thanh lý bán hộ đưa cho anh em đủ 100% tiền, hoặc sự trừ giá gốc. Chính sách đó cũng đang lỗ luôn. Bởi vì em phải tìm một khách hàng, thay vì em bán một cây máy em có lãi đúng không? Em phải tìm một khách hàng, em bán cây máy giùm cho anh em và em không lãi một đồng nào hết. Tất cả nhân công mặt bằng, alo, báo trước báo sau là free nha. 14 rồi mắt em về được 4 màu. Đây nè, đen, tím, trắng, vàng. Nhưng mà màu trắng được mỗi một cây à. Em nói thiệt, cái màu này em thấy nó đẹp, nên thành ra chắc anh em cũng thấy nó đẹp. Và cái sườn bóng này dễ trầy, nhưng mà đánh bóng được. Còn những cái màu này đánh bóng là bay cái lớp mạ ra luôn. Thôi nha, những cái màu này thôi nha. Còn cái máy này thì em bán chỉ cao hơn cái máy Line New, sạc ít chắc tầm 500.000 thôi. Anh em đang xài cái máy mà pin 100 á, sạc tầm vài chục lần á, qua đổi bù 500.000 là xong. Còn những cái máy này mà lên 15 đồng mắt á, chắc bù tầm 3 triệu mấy, 4 triệu vậy đó. Rồi, thế nha.